Quá vui khi trúng số, người đàn ông làm điều ai cũng sợ. Quá say xưa, người đàn ông trèo lên cột điện trên đường và ngủ ngon lành trên đó. Khi cảnh sát và cứu hộ tới nơi, anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, vài ngày trước một người đàn ông may mắn trúng xổ số, vui vẻ ăn uống, cả hát cả đêm cùng bạn bè. Không ngờ, cũng vì quá say xưa, người đàn ông trèo lên cột điện trên đường Rama 4 ở Bangkok và ngủ ngon lành trên đó. Sáng hôm sau, một người dân dậy sớm nhìn thấy một người đàn ông nằm im không động đậy trên dây điện, tưởng người đã chết, anh vội vàng báo cảnh sát. Sau khi nhận được thông báo từ người dân, các nhân viên cảnh sát từ sở cảnh sát thông lờ, cục điện lực và các tình nguyện viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc và dùng xe nâng đến kiểm tra tình hình, xác nhận xem người đàn ông có còn sống hay không. Sau khi xác nhận người đàn ông vẫn còn sống, họ nhanh chóng đánh thức anh dậy và đưa xuống đất. Sau một hồi gặng hỏi, hóa ra người đàn ông này vừa trúng tới 3 vé xổ số. Sau khi đổi thưởng lấy tiền, anh đã mua rượu ăn mừng cùng bạn bè. Vui vẻ nên uống say, trong lúc ý thức mông lung, anh leo lên cột điện và ngủ gục trên dây điện mà không hề biết gì. Theo các tình nguyện viên cứu hộ, người đàn ông này rất may mắn khi không bị điện giật. Được biết, khi được đưa xuống đất, người đàn ông vẫn còn chưa tỉnh hẳn, không biết mình đã từng bước qua quỷ môn quan. Qua chuyện này, cảnh sát nhắc nhở, vui mừng khi trúng số là điều dễ hiểu nhưng vẫn cần phải biết tiết chế, một vừa hai phải, nếu không rất dễ gặp tai nạn. Lưu ý rằng hành vi tương tự có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không được hùa theo.